Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Cạm bẫy trên dòng CHÀO phi chương 10 Tất cả xảy ra quá nhanh như giấc mộng. Hai tên thuộc viên của Soi Su vẫn nhở nhơ dưới góc bàn cười nói oang oang. Chúng không ngờ rằng hai viên đạn từ trên xe hơi lạ bắn ra đều trúng đích. Cả hai phát đều găm vào thân thể đại tapit Tiếng ối vừa rồi là của đại tapit ít. Chàng nằm nghiêng trên vỉa hè, máu chảy ướt đẫm ống quần. Mặt hơi tái, song vẫn bình tĩnh. Văn bình cúi xuống. Ẩn trúng đạn ở đâu? Đại tapit ít ngồi dậy. Cũng may, chỉ trúng vào chân, nghĩa là tôi còn sống. May mắn thì khỏi phải cư chân. Văn Bình lượm đầu viên đạn nằm dưới rãnh mân mê trong tay rồi nói. Không sao đâu, đạn nhỏ lại không vào xương. Cả hai viên đều xuyên qua bắp thịt. ăn chỉ nằm mấy ngày là bình phục. Chẳng rút dao cắt ống quần đại tapit lên để xem vết thương. Prakun đứng bên, nước mắt rưng rưng. Soi su ra lệnh tiêu tít. Trong khoảnh khắc, xe hơi riêng của Soi su do tài xế lái đã đậu xịt bên lề hai nhân viên của soi su từ bên kia đường tất tả chạy sang mặt tiêu nghèo như mèo cắt tai đứng khoan tay chờ lên soi xu gắt ngẫu xị khi hôm nay lên xe chúng mày là đồ vô dụng cân gác như vậy mà gọi là cẩn thận à chuyến này rồi chúng mày chết với tao tao sẽ tống lên rừng lôi chúng mày ra tòa án tao sẽ nhốt chúng mày vào xà lim bắt nhịn đói cả tháng dường như sự tức giận đã làm soi xu bấn loạn hắn vẫn còn muốn hăm dọa nữa nhưng đại tá bít đã vịn vai văn bình khập khiễng đứng dậy nói với giọng bình thản không phải lỗi của họ đâu ân nấy tôi mà tha cho họ soi xù lại càng điên tiết tát trái vào mặt tên nhân viên đứng gần nhất nạn nhân ngã nhào luôn xuống rãnh nước đại tapit nhăn nhó ăn không quan tâm đến lời nói của tôi à soi xù vội đỡ lời đại tapit xin ăn tha lỗi sở dĩ tôi tức giận vì tôi đã dặn dò chúng nó kỹ càng là phải dòm chừng hai đầu đường nếu cần thì cấm không cho xe tư nhân chạy qua không ngờ chúng nó chỉ nghĩ đến đánh bạc mà quên cả nhiệm vụ Vân Bình hỏi, tội nghiệp họ có đánh bạc đâu ăn. khi chiếc xe hơi đen vọt qua thì họ đang đứng nói chuyện thôi. Chúng nói là nhân viên của tôi từ lâu, tôi đã hiểu tính từng đứa, anh được tưởng đánh bạc là phải ngồi xuống tay cầm bài. Chúng nói chơi trò đếm bằng số xe, một đứa tính từ đầu đường lại, đứa kia tính từ cuối đường tới, được bao nhiêu cộng lại trừ đi 10, còn lại bao nhiêu đứa nào hơn điểm thì ăn. Văn Bình cười, thì ra là thế, thật ra chẳng chỉ giả vờ sừng sốt vì lối đánh bạc đứng này đối với chàng không có gì xa lạ. Rất nhiều cảnh sát viên trên thế giới đều thích chơi như vậy để giải buồn trong những giờ dài dằng dặc phơi mưa phơi nắng ngoài đường. Nếu Prakun không can thiệp thì so su còn đánh nữa. Là người Thái có khác, hắn nóng như lửa, nhưng đột nhiên lại dịu đi như thế trong lòng hắn vừa trút xuống một trận mưa rào mát rợi. Đại Tapit được dìu lên xe, chàng ngồi giữa vào băng sau, thần sắc lộ vẻ mỏi mệt, mặc dầu vết thương đã được cầm máu có lẽ khi ngã xuống chẳng đã bị bong gần. Soi su định trèo lên ngồi bên thì đại tá Pít to dấu ngạc nhiên. Ô kìa, anh không lên phi trường à? Soi su gạt đi. Tôi phải chờ anh vào bệnh viện để băng bó đã chứ. Sau đó mới lên đòn mương cũng chưa muộn. Đại tá Pít nói. Không được, tôi đi một mình được rồi. Vết thương không có gì làm nặng. Soi su hỏi Văn Bình. Anh nghĩ thế nào? Văn Bình đáp. Tôi đề nghị để Prakun đưa đại tá Pít đến nhà thương. Sau khi đi phi trường về chúng tôi sẽ tới sau. Prakun nói. Anh nói thấy rất đúng, để em đi với đại tá tiện hơn, sau đó em sẽ về thằng Praathit. Nàng ngẩng nhìn Soi Su. Anh đồng ý không? Soi Su cười, khoe hàm răng đều đặn và trắng bóng. Prakun xích lại gần và hôn phớt lên má hắn. Văn Bình thấy Soi Su nhắm nghiền mắt. Cái hồn của người đẹp đã làm toàn thân hắn tê dại. Đại tá và Prakun đi rồi. Soi Su ra hiệu cho Văn Bình tiến về chiếc xe díp cân sát đậu gần cây bàng. Cột anten vô tuyến cao lòng thòng. Văn Bình chưa ngồi yên thì tài xế đã gài số 2 đạp lút ga xăng phóng như bay dường như là đệ tử trung thành của thần tốc độ xoay xu lộ vẻ khoan khoái con đường từ trung tâm thành phố lên phi trường là con đường mà Văn Bình đã qua hàng chục lần nên quen thuộc từng khúc rẽ trời nắng lớn mặt đường nhựa trở nên ươn ướt, ướt như mới mưa xong chiếc jeep cảnh sát vượt qua mọi xe phía trước tốc độ mỗi lúc một gia tăng Văn Bình nhìn sang bên đường bằng đuôi mắt chẳng nhận thấy soi xù thỉnh thoáng lại liếc rộm chàng. Lát sau xe hơi đến phi trường Đon Mương. Một hàng rào cảnh sát và nhân viên an ninh đã được thiết lập cách phi trường 200 thước. Hầu hết xe và người từ thành phố lên đều bị chặn lại và lục soát. Tài xế lái thẳng vào cái sân rộng trước phi cảng rồi đậu lại. Soi xù dẫn Văn Bình qua cửa. Trên miệng luôn luôn nở sẵn nụ cười chào hỏi những người quen thuộc. Một nhân viên an ninh chạy lại. Soi xù hỏi. Mọi việc xong cả chưa? Nhân viên này đáp. Thưa Trung tá, xong cả rồi. Có bắt được ai khả nghi không? Thưa có, hiện đang kiểm soát căn cước. Nhưng dường như họ đều là người lương thiện. Để quên giấy tờ ở nhà, nhìn không có vẻ giống bọn gian. Phi cơ sẽ đến đúng giờ chứ? Vâng, cho đến phút này thì chưa có gì thay đổi. Khi nào thì phái đoàn chính phủ đến? Về bên ngoại giao chỉ có ông giám đốc nghi lễ. Còn về quốc hội thì có ông phó chủ tịch ủy ban ngoại vụ. Các vị này sẽ có mặt tại sân bay trước 5 phút. Về sứ quán Hoa Kỳ thì đến sớm hơn khoảng 20 phút trước. Đồng hồ ăn mấy giờ rồi? 11 giờ 20 Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải quay về. Thưa bao giờ chúng ta quay trở lại. Tôi sẽ ăn cơm rồi lên ngay. Xoay xù kéo Văn Bình ra xe. Tài xế lại xả hết tốc độ về trung tâm thành phố. Văn Bình hỏi Xoay xù, ăn định bố trí thế nào? Xoay xù đáp, tôi cũng đang định hỏi ăn Theo tôi, ăn nên núp trên sân thượng, dễ ngắm bắn và sau đó tẩu thoát dễ hơn. Tôi muốn vụ ám sát nhà này được giữ hoàn toàn bí mật. Nếu Robin hoặc nhân viên sứ quán Mỹ biết, họ sẽ phản đối kịch liệt. Và tôi có thể mất chức vào tù như chơi. Anh đã có súng chưa? Có, súng nào cũng có. Nếu bắn từ sân thượng xuống thì dùng súng ngắn có lẽ tiện hơn vì chỉ cắt vài chục thước. Anh muốn tôi dùng loại nào? Hai standard, loại sạc dơ 10 viên. Theo tôi là loại tốt nhất vì nó có thể thay nòng dễ dàng trong vòng mấy giây đồng hồ. Tôi có sẵn nhiều nòng giữ trữ, nòng dài nhất là 30 phân. Thứ này có thể bắn xa không thua súng trường. Sân thượng bị lộ thiên lại có công chúng. Theo tôi mang súng lên không khó, nhưng khi đặt súng bắn thì rất khó, vì ít ra phải được sửa soạn vài ba phút đồng hồ trước. Bắn xong tôi chỉ có thể chạy xuống phía dưới, trèo lên xe, lái khỏi phi trường. Nhân viên an ninh sẽ chặn lại ngay. Xòi xù xoa cầm, lộ vẻ khó chịu vì những cuốn râu lợm chợm bắt đầu đâm ra. Vậy thì anh tính sao? Văn Bình đáp. Để tôi núp bên ngoài phạm vi phi trường có lẽ tiện hơn tài xế thắng trong khi rẽ sang trái. Văn Bình chỉ một tòa nhà quét vôi trắng đứng chờ vơ sau thửa ruộng khô, cắt đường lộ hơn 200 thước. Soi xù giật mình. Anh định đặt súng trên mái nhà. Phải, nhà này có hai tầng lầu lại ở chỗ cao nên có thể nhìn thấy đoàn công voa của thượng nghị sĩ Robin trước khi đến khúc quẹo. Anh nhận xét đúng, tuy nhiên tôi chưa dám hoàn toàn đồng ý. Đoàn công voa chạy rất nhanh. Theo chương trình thì trên 120 số giờ với tốc độ ấy, anh dù đứng gần cũng khó bắn trúng, huống hồ lại quá xa như vậy. Nghĩa là anh không tin vào tài bắn của tôi. Về tài nghệ của anh ai lại không biết, nhưng anh nghĩ coi, đây là cuộc ám sát giá. Nếu chẳng may, anh định bắn vào lúc xe phía sau mà nòng súng bất thần bị trật, viên đạn bay vào trong xe thì nguy to. Như thế thì anh cho là tôi bắn kém. Vậy thì thôi, cuộc thảo luận giữa anh và tôi đến đây là xong, yêu cầu anh cho tôi về đường Praatit. Xin anh tha lỗi, Lòng tôi rất thành thật. Người Thái nghĩ sao nói vậy chứ không hề có ẩn ý gì cả. Vâng tôi xin chấp thuận kế hoạch của anh. Nhưng còn vấn đề súng. Tôi sợ không có súng trường hợp với sở thích của anh. Vì trong khi Tứ Hùng dùng súng tốt, Nitro Express, đắt nhất và tốt nhất thế giới, thì chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho anh lại Winchester rẻ tiền gấp 5 gấp 10 lần như vậy. Súng tốt mà bắn kém thì cũng vô ích. Và lại anh đừng vội khinh súng rẻ tiền. Winchester kiểu 1952 gồm nhiều năm khác nhau Cỡ đạn 22 từng được coi là súng hữu danh trong làng thiết xạ. Thứ Winchester của tôi chỉ rẻ bằng nửa tiền thứ 1952 như anh nói, chẳng biết anh có dùng được không. Tôi biết rồi, đó là kiểu 75, giá tiền khoảng 80 đô la Mỹ. Súng này thì rất nhẹ, xong bắn cũng không đến nỗi tồi. Kiểu 75 cũng tiện, vì nó có ống ngắm xa. Tôi đã bắn nhiều lần bằng kiểu 75. Trong số súng săn có ống ngắm xa, nó là thứ ít tiền mà bắn lại dễ, khá nhanh và rất trúng đích. Soi su thở phào, thật may cho tôi. Nếu anh không đồng ý thì tôi chả biết đào đâu ra súng tốt nữa. Xe Jeep đã về đến ngoại ô vọng cát. Soi su ra lệnh cho tài xế đậu trước một tiệm ăn sang trọng. Sau khi hắn xuống xe, hắn dặn. Đi về văn phòng, lấy khẩu súng xanh cất trong tù cạnh bàn giấy mang lên đây. Nhớ lấy cả đạn. Tài xế hỏi. Thưa trung tá, tôi sẽ phải quay lại ngay hay là... Soi su ném cho tên tài xế một tờ bạc. Mày cứ đi ăn đi rồi tới cũng kịp. Chậm lắm là 12 giờ, mày phải có mặt ở đây mặt tươi như hoa nở tên tài xế nhét tờ bạc vào túi áo văn bình không lấy gì làm sốt sắng khi thấy tiệm ăn mà chàng tưởng là sang trọng với bề ngoài toàn kiến bên trong gắn bay điều hòa khí hậu tối tần đèn ống sáng choàng lại bán toàn thức ăn bán xứ thực đơn thái không đến nỗi dở song chàng lại không tha thiết đối với các món nấu bằng nước dừa từ nam dương phi Lột tân qua mã lai và nam việt cơm nấu nước dừa hoặc thịt kho nước dừa là những món thường thấy tuy nhiên người Thái có vẻ mê nước dừa hơn hết. Khí trời đã nóng mà người Thái lại còn ưa ăn ớt, những trái ớt mọi đỏ chói, cay chảy nước mắt. Sau khi ăn vị, Soi xù hỏi Văn Bình, ăn dùng chút rượu nhé. Dĩ nhiên là Văn Bình gật đầu, chẳng đinh nên là gọi whisky, không ngờ hắn dặn bồi lấy rượu mê công. Một thứ rượu địa phương na ná như rượu trắng của ta Mỗi quốc gia có một thứ rượu riêng Khi Túng, Văn Bình cũng uống rượu trắng Nhưng thú thật là Túng đến mấy chẳng cũng không uống nổi rượu mê công Rượu này với rượu Prem của Nam Dương là hai thứ rượu bết bát nhất ở Đông Nam Á, còn thua xa những thứ khác như rượu Tuba của Philoton và rượu kè của Tích Lan. Không hiểu sao, Văn Bình vẫn ngồi yên. Có lẽ trong đời nhiều lần chẳng đã gây sóng gió về vấn đề rượu, nên lần này chàng ngoan ngoãn một lần xem sao. Thật ra thì chẳng đã từng ngoan ngoãn nhiều lần, thèm rượu khô cuống họng mà tìm không ra, hoặc tìm ra mà không dám uống, hoặc khi uống phải trốn kỹ trong phòng tắm Ông Hoàng cử chàng đi đâu, chàng cũng đi, cho dẫu đi xuống âm phủ, đòn phép với Diêm Vương. Xong nếu là đi các nước đạo hồi là chàng sợ nhất, vì đạo hồi cấm rượu, thánh kinh Koran của đạo hồi không cho phép tín đồ làm bạn với Lưu Linh. Khổ nhất là ở Ả Rập Saudi, có lần chàng đã bỏ dở công tác trèo lên phi cơ đi nơi khác, vì mua rượu ở đó còn khó hơn mua thuốc nổ. Luật pháp xứ này rất độc đoán và khắc nghiệt, kẻ nào say rượu ngoài đường lập tức bị bắt và điệu ra nơi công cộng, để ăn đòn thừa sống thiếu chết. Các kỹ sư Mỹ trong ngành dầu lửa phải nhập cảng lén lút rượu, ngụy trang làm hóa chất chế biến dầu lửa. Tại A Phú Hãn, uống rượu cũng gầy gò không kém vì chế rượu đã bị cấm. Nhập cảng và uống rượu cũng bị cấm. Thậm chí phi cơ ngoại quốc bay trên vùng trời A Phú Hãn cũng không được rót rượu cho hành khách. Hơn một lần, Văn Bình đã bị điều đứng ở Ấn Độ. Quốc gia này rộng mênh mông, tuy có chính quyền trung ương, nhưng luật tự bang này lại khác luật bang kia phong tục còn khác hơn nữa. Tại thủ đô Tân Đề Ly, rượu tự do, song le tự do không có nghĩa là dám trường mặt ngồi ở nhà hàng mà uống. Mỗi lần cơn nghiện kéo lên, Văn Bình phải giấu chai whisky trong mình, đóng chặt cửa phòng và uống một mình. Tại Cancuta, rượu chỉ bị cấm bán và cấm uống một ngày trong tuần và ngày này ở mỗi nơi lại thay đổi. Bị thảm nhất cho Văn Bình là luật cấm rượu ở Bombay. Chỉ có dân nghiện rượu được nhà nước chứng nhận sự chứng nhận này còn khó hơn là chứng nhận tình trạng hợp lệ quân dịch đối với đàn ông sồn sồn ở Sài Gòn. Lần ấy, Văn Bình phải xin sở du lịch ấn giấy phép, và giấy phép này được ghi số hành hỏi vào sổ thông hành. Nhưng có giấy phép không có nghĩa là muốn uống bao nhiêu thì uống như trong các snack bar ở Sài Gòn. Một tháng chỉ được mua 4 chai rượu, đúng 4 chai tại tiệm rượu của nhà nước với giá tiền cắt gỗ và chỉ được thưởng thức sau khi cửa đã khóa chặt. Văn Bình phải vận dụng số tiền đô la dày cộm một cách rộng rãi mới nhờ được các chú bồi phòng tên quái tiếp tế whisky thường xuyên cho chàng. Uống miếng đi anh, rượu mê công ngon lắm, anh chắc chưa uống thứ này bao giờ phải không? Nhiều người ngoại quốc cũng có thành kiến chê rượu Thái như anh, nhưng sau khi nhấp ly thứ nhất thì đợi ngay ly thứ hai. Anh cứ nếm thử đi, rồi sẽ thấy tôi nói không sai. Văn Bình nhăn mặt làm một hơi ba ly mê đầy áp. Rượu chỉ có mùi cay nhức đầu chứ chẳng thơm ngon gì hết. Xong vì chàng còn vẫn nghĩ đến công việc sắp làm, một công việc bề ngoài phẳng lặng và chán ngấy, nhưng bên trong lại sôi nổi và lôi cuốn. Văn Bình uống rượu không ngửi thấy mùi vị, chẳng ăn cơm cũng vậy, chốc chốc lại vén tay áo coi giờ. Xoay xù cười, người ta bảo là ăn không khi nào sốt ruột, vậy mà cứ 5 phút ăn lại nhìn đồng hồ một lần. Anh lo kế hoạch của mình không thành phải không? Không có gì đáng lo đâu, một lần nữa tôi cần nhắc lại với anh rằng, đây chỉ là vụ ám sát giá, tôi lại là nhân viên an ninh cao cấp Tôi dặn tài xế chờ anh ở khúc đường rẽ gần tòa nhà ba tầng. Anh bắn xong, thừa lúc lộn xộn nhảy lên xe về trung tâm thành phố. Chúng mình sẽ gặp nhau lại tại đường Praatit. Soi xù trả tiền xong thì tài xế mang xe lại, vừa đúng 12 giờ trưa. Chuyến đi lên phi trường Đoan Bương diễn ra một cách bình thường. Tài xế đến gần phi trường đậu lại cho soi xù xuống, rồi quay đầu xe chờ Văn Bình vào con đường nhỏ gồ ghề. Tòa nhà quét vôi trắng sừng sững dưới ánh mặt trời xế trưa gay gắt. Theo lời của Soi Su, đó là ngôi nhà mát của một triệu phú người Tàu ở Vọng Cát. Một năm chủ nhân chỉ đến 3-4 tuần lễ, thời gian còn lại ngôi nhà được bỏ trống, có một gia đình căn gác. Gia đình này gồm một đôi vợ chồng già trên 60 và một đứa con gái gần 20, vẫn còn son giá. Văn Bình dắt tài xế luồn xe vào dưới một rặng cây ung tùm, rồi tắt máy chờ. Chiếc díp cảnh sát được che kín bằng vai dầu phía sau, nên Văn Bình có thể ngồi trong xe mà không sợ bị người lạ nhìn thấy trong khi tài xế ngồi bệt dưới gốc cây nhẫn nhà hút thuốc lá để giết thời giờ. Văn Bình tháo khẩu súng săn Winchester ra để xem xét. Đối với người bắn giỏi và quen mọi kiểu súng như chàng, thì tháo ráp khẩu súng này chỉ là trò chơi trẻ con. Chàng quan sát tỉ mỉ mọi bộ phận của khẩu súng, ghé nòng súng vào mũi người, kiểm điểm cẩn thận, ống ngắm, cò súng và đạn dược. Bỗng nhiên, Văn Bình mỉm cười. Còn 15 phút nữa là 1 giờ. Dưới gốc cây, tên tài xế đã hút hết đú thuốc thứ ba. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với chàng. Có lẽ hắn tưởng chàng đang cười với hắn. Kim đồng hồ chạy từ từ. Trong máy vô tuyến, tiếng nói quen thuộc của soi su vắng ra. Còn 5 phút nữa, anh đã sửa soạn xong chưa? Văn Bình đáp gọn. Xong rồi. Cẩn thận nghe, nếu trật ra ngoài thì chúng mình hết đời. Khi đoàn xe bắt đầu rời phi cảng, tôi sẽ gọi điện thoại báo tin trước cho anh để anh chuẩn bị. Anh còn cần gì nữa không? Không cần. Văn Bình gác khẩu súng trường lên băng rồi nhảy xuống đất. Chỉ còn 5 phút nữa, chẳng phải hành động thật mau. Tên tài xế đang mỉm cười vui vẻ bỗng khựng lại, nụ cười thân thiện vụt tắt. Hắn đứng phát dậy, nhưng Văn Bình đã đến gần hắn. Vẻ mặt tái mét, hắn cho tay vào túi toàn lấy súng. Sòng tài nghệ của hắn chỉ là trò đùa đối với Văn Bình. Trong chớp mắt chẳng đã vươn tay đoạt lấy súng, đồng thời đím huyệt vào xương quay săn. Tay chân hắn bùn rùn, hắn cảm thấy đau nhói như hàng chục mũi dao nhọn đang xoáy sâu vào da thịt. Văn Bình gần giọng, mày chột dạ rồi phải không? Muốn khỏi chết thì khai ra, viên đạn trong nòng súng Winchester là viên đạn gì? Tên tài xế ấp úng, thừa đạn chống chiến xa. Văn Bình tặng thêm một phát Atemi vào huyết nát. Lần này nạn nhân rú lên một tiếng thảm thiết. Vài hắn như bị ai giật phăng ra khỏi người, tim phổi như bị bóp bẹp. Văn Bình hất hàm, nói đi. Tên tài xế theo thào, thừa đó là đạn bom có nghĩa là khi lấy cò thì viên đạn sẽ biến thành trái bom, phát nổ làm người bắn tan xác. Thưa không, người bắn không việc gì. Tôi muốn nói là viên đạn trúng vào bất cứ xe nào trong đoàn công voa sẽ làm nhiều người chết. Sau khi tao bắn thì mày sẽ làm gì? Thưa tôi chỉ là nhân viên cấp dưới, ông tha mạng cho tôi tôi xin khai hết. Thì nhăn lên, sau khi ông bắn tôi sẽ lén đến bên ông, phóng mũi tên thuốc mê vào lưng ông. Nói đoạn hắn lấy trong túi ra một khẩu súng tí hòn nhỏ bằng nửa khẩu súng của phụ nữ. Văn Bình đã từng dùng qua loại súng bắn tên thép này. Nó có thể dùng để bắn tên mây hoặc tên thuốc độc. Rồi mày lái xe đến chỗ hẹn với Soyu. Vâng. Soyu đợi mày ở đâu? Thưa, cách đây nửa cây số. Vậy Soyu làm cách nào để gọi điện thoại vô tuyến cho tao? Khi thượng nghị sĩ Robin lên xe rời phi cảng, một nhân viên túc trực ở phi cảng báo tin bằng tín hiệu. Hắn sẽ bấm nút tấp lô trên máy nhận tin và máy của Soyu sẽ được bật cháy rồi sơ su sẽ điện thoại cho ông. Gớm thật, bọn mày từng bờ qua mặt tao dễ dàng à. Thưa, tôi chỉ là nhân viên cấp dưới. Đừng nói nữa, nhàm tai lắm. Có phải khi tao bị bắn thuốc mây ngã xuống thì lực lượng an ninh sẽ đến bắt tao không? Thưa ông vâng. Văn Bình nhìn đồng hồ. Soi su sắp gọi lại. Nếu mày muốn giữ nguyên xương thịt để về hú hí với vợ con thì cấm hé răng. Mày mở miệng là tao giết chết. Thưa ông hứa sẽ tha cho tôi chứ. Dĩ nhiên, hạng người như mày giết chỉ tổ bấn tay xin ông giữ lời hứa cho, tôi cũng là nhân viên công an. Vì tiền lương quá ít ỏi không đủ nuôi gia đình nên phải làm thêm. Ta biết rồi. Văn Bình khoác tay ra lệnh im vì xoa so Su vừa gọi điện thoại. Alo, đoàn công vua sắp sửa chuyển bắn, anh có nghe rõ tôi nói không? Văn Bình đáp, nghe rõ, đoàn công vua sắp chuyển bắn. Tốt lắm, chỉ khoảng 4 phút nữa là tới chỗ ăn. nhớ nhé. Cái xe thứ ba sau xe díp cảnh sát dẫn đầu, anh có thể nhìn thấy dễ dàng đó là xe Mercedes 600 loại sáu cửa sơn đen, anh hãy nhắm bắn vào lốp sau. nghe rõ chưa? lặp lại đi. xe Mercedes 600 sáu cửa. xe thứ ba sau xe giúp cảnh sát dẫn đầu bắn vào lốp sau. đúng rồi, cố lên. lát nữa chúng mình sẽ uống rượu ăn mừng. hẹn ăn tại đường Praatit. được rồi, anh cứ tin ở tôi. điện đàm tắt. thế là hết. văn bình tiếc nuối nhìn cái máy điện thoại tối tần, loại máy này được gắn dụng cụ phá tuyến an toàn không cho người ngoài nghe chỉ có thủ tướng, bộ trưởng hoặc tổng giám đốc hãng buồn mới dám xài dụng cụ phá tuyến vì mỗi cái đắt từ 1 đến 3 ngàn đô la. Bộ máy điện thoại của Soi Su trị giá trên 5 ngàn đô la. 5 ngàn đô la là giá tiền của chiếc Cadillac thượng hạng ở Hoa Kỳ. Văn Bình mỉm cười đỗ lượng trước vẻ mặt sợ sệt pha lẫn ngơ ngác của tên tài xế. Lúc nói chuyện với Soi Su, chẳng cố ý quay lưng lại tạo cơ hội cho hắn phản thùng. Chẳng muốn thử xem hắn thành thật hay dối trá. Dù hắn có dùng súng chàng vẫn khuất phục được dễ dàng Xong le hắn chẳng làm gì hết Hắn đứng cách chàng hai thước mà tay chân vẫn còn run cầm cập Văn Bình cầm khẩu tiểu liên M16 của tên tài xế nhắc nhắc trong tay Hắn hỏi chàng Ông định dùng súng này à? Ừ Xa quá lại thiếu ống ngắm tôi sợ không trúng đích Anh yên tâm tôi không bắn trúng anh đâu Tên tài xế run lên Ông đừng nói đùa tôi cảm thấy sợ quá Ông đừng quên lời hứa nhé. Văn Bình xoa đầu hắn như thầy giáo xoa đầu cậu học trò. Đừng sợ nữa, treo lên xe đi. Văn Bình đặt khẩu tiểu liên ngang đùi. Trong chốc lát, chẳng nghe tiếng tu hít cảnh sát, rồi tiếng xe hơi chạy rầm rầm. Trời cao và trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng trưa chiếu xuống cánh đồng rộng mênh mông. Con đường nhựa từ phía trường Đoan Mương về trung tâm thành phố trải dài một màu tím sậm. Ngồi trên xe, Văn Bình thấy rõ chiếc jeep cảnh sát sơn sần mở đường, vừa từ đoạn đường rẽ vọt ra chẳng nâng khẩu súng lên, chẳng nhìn thấy rõ chiếc xe mercedes Pullman đang phóng nhanh như tên bắn. Hai viên đạn bay khỏi nòng súng m 16 từ xa. Văn Bình thấy chiếc Mercedes loạn trọn một vài giây rồi đảo sang bên kia đường. Chẳng quát tài xế, lái chở tao ngay về gặp Soi Su. Kế hoạch của Soi Su được tính toán kỹ lưỡng. Tài xế không trở ra bằng đường cũ mà lái sâu vào bên trong và men theo một lối đi bằng phẳng để trở ra đại lộ. Đoàn công vua đã dừng lại. Tiếng xíp lê, tiếng thắng xe kêu vang một góc trời. Tài xế vẫn để số 2 phóng nhanh. Đến một đường hẻm hắn giảm tốc độ rồi lái vào. Văn Bình hỏi, soi su đang ở đâu? Tài xế đáp không ra hơi, trong biệt thự ở cuối hẻm. Văn Bình đập vào cánh tay hắn, đậu lại. Hắn giật mình, thưa ông đậu lại à? Ừ, để tao vào một mình. Tên tài xế suýt xoa, thần kính cảm ơn ông. Ông vào một mình là đúng vì nếu có tôi, soi su sẽ giết tôi. Văn Bình lặng thinh Chàng cho tài xế xuống không phải vì thương hắn, vì sợ Soi xu nhìn thấy chàng. Xe chạy nhanh chàng cầm lái, Soi xu sẽ từng lầm chàng là tài xế. Tuy nhiên, Văn Bình chỉ có thể tha giết chứ không thể để cho tên tài xế được tự do. Ít nhất là trong lúc này, hắn khúng đúng nhảy xuống, không thể ngờ được rằng Văn Bình vung bàn tay phải ra, quạt nhẹ vào huyệt sau gáy. Hắn nhào vào bụi cây ung tùm, trời xế trưa tứ phía vắng tanh. Văn Bình không sợ lộ, nhưng sau một giây suy nghĩ, chẳng lại bồng khối thịt bất động lên xe, đặt nằm gọn ở băng sau. Trong vòng nửa giờ nữa, hắn sẽ hồi tỉnh, khi ấy hắn muốn đi đâu tùy ý. Căn nhà của Soi Su thuộc loại biệt thự trệt bằng gỗ mái cao lêu nghêu, nằm giữa một khu vườn rộng trồng toàn cây ăn trái mà Văn bền biết là sầu riêng, được bao bọc bằng hàng rào dâm bụt cao gần đầu người. Bề ngoài, căn nhà có vẻ hiền hậu, như thể chủ nhân thích sống ẩn dật với hai cánh gỗ sơn trắng đóng im ỉm chẳng lái xe đến sát cửa thì đậu lại, Nhìn qua kiến chắn gió, chẳng thấy chốt cửa không cài. Đó là điều may, vì nếu nó bị cài, chẳng phải thân trình xuống mở. soi xù đứng trong nhà sẽ nhận diện được chàng dễ dàng. Văn Bình tông xe vào cửa, hai cánh cửa từ từ giãt ra. Chàng phóng xe jeep vào trong sân vòng qua một cái hồ nước khá lớn. Cửa phòng khách được mở rộng, soi xù bước ra bên ngoài bao lơn. Văn Bình thắng gấp, xe jeep đứng khựng lại. Xoài xù nhìn thấy chàng thì đã muộn. Chàng đã phi thân từ xe jeep qua lan can lên đến bao lên. Soi xù vội lùi lại, toàn đóng cửa. Song Văn Bình đã lao đầu vào người hắn, hắn lắc sang bên không kịp nên bị xô ngã vào phòng trong. Chẳng đến nên hắn phải bất tỉnh vì sức hút bất thần và mạnh mẽ của chàng. Nhưng hắn đã lồm cồm bò dậy và nhanh như điện khẩu súng đeo ở thắt lưng tuột vào bàn tay. Không cho hắn có thời giờ sử dụng vũ khí, Văn Bình tung ngọn cước chân trái, chàng rao đòn thần tốc, Soi xù cũng tránh thần tốc, song khẩu súng vẫn bị đánh rơi xuống nền nhà. Đó là một gian phòng khá rộng, trải thảm đi lông đầy, đồ đạc bày biệt đơn sơ nhưng sang trọng, chứng tỏ soi xù là người biết ăn chơi đúng điệu. Trên tường đối diện cửa ra vào là hai thanh kiếm ngắn mã lai bắt chéo nhau thành hình chữ X, lưỡi tuốt ra khỏi vỏ sáng loáng. Loại kiếm này rất bén, có thể chém sắt thành bùn. Tục truyền người mã lai rèn một cặp kiếm ngắn phải mất đúng 12 tháng để luyện cho thép có đặc tính khác thường, có thể uốn cong mềm mại mà lại có thể biến thành cứng rắn, búa tạ, đập không mẻ. Bị rớt súng, xoay xù vội xuống tấn chờ đợi. Mặt hắn vẫn không lộ vẻ sợ hãi mặc dầu trong mắt hắn hơi thay đổi, chứng tỏ nội tâm đang bấn loạn dữ dội. Văn Bình chống nặng cười nhạt. Anh không ngờ tôi còn sống trở về đây phải không? Xoay xù làm thinh, Văn Bình nhún vai. Uống quá, nếu anh khôn ngoan chút nữa thì giờ này có lẽ tôi đã nằm trong nhà lao cảnh sát Thái. Các thông tin viên đã đánh điện rầm rầm đi khắp thế giới là mật vụ Nam Việt, tòa rập với CIA để ám sát thượng nghị sĩ bồ câu. Ẩn đã thua tôi, thế còn đợi gì mà chưa đầu hàng để được chu toàn mạng sống. Soi su rít lên. Anh đừng lạc quan, trong giây phút nhân viên an ninh sẽ đến đây đón tôi. Anh đừng quên tôi là trung tá Soi su, yếu nhân cảnh sát vọng khác. Tôi có quyền bắt anh và nếu cần có thể bắn chết anh mà không cần khai báo. Còn lâu anh Soi su ơi, còn lâu anh mới bắt được tôi hoặc giết được tôi thì anh cứ chịu khó chờ một lát. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ đến sáng mai. Lẽ ra anh nên tiết kiệm thời giờ thì hơn vì trò bịp của anh đã bị lòi đuôi. Anh không phải là trung tá soi Tôi không phải là trung tá soi Còn gì nữa, anh cứ nói tiếp. Anh không phải là soi su vì soi su là bạn của tôi. Tôi có nhiều bạn ở Thái. Tôi đã ăn với soi su đi chơi với hắn. Anh hiểu chưa? Anh tuy có giống nhưng chỉ giống đối với người lạ tôi đã biết ăn là soi su giả mạo ngay sau khi gặp ăn tại đường Praatit. Tôi chưa muốn lột mặt na ăn để tạo cho anh có cơ hội đưa tôi vào cạm bẫy. Rốt cuộc thì người bị lừa không phải là tôi, mà là ăn. Soi su cười gằn. Hoàn hầu ăn hết mình, tôi không phải là soi su. Soi su thiệt thụ hiện đang bị trói gô trong hầm kín. Giữa kẻ giang hồ với nhau, tôi cũng chẳng hiểu anh làm gì. Tôi là nhân viên quốc tế tên báo sở. Chúng tôi đã bố trí lôi anh vào trong. Nếu anh bắn xe hơi của Robin, chúng tôi sẽ thu hoạch được một thắng lợi chính trị lớn lao. Giờ đây thì ván cờ đã đổi khác. Anh đã tra khảo nhân viên của tôi để khám phá ra căn nhà này. Đây là trụ sở chìm của tình báo sở. Anh đã vào đây thì không thể nào thoát ra được nữa. Văn Bình mỉm môi cười một cách khinh bỉ. Tôi không tin. Anh không tin nhưng sẽ phải tin. Phiền anh quay lại và sẽ thấy tôi nói đúng. Văn Bình chưa kịp đáp thì sau lưng có tiếng đạn nhảy vào nòng súng lát cắt. Chàng đứng nghiêng một bên và liếc thấy một khẩu tiểu liên Xô Viết đang chĩa vào người chàng. Kẻ cầm súng là một người Thái, đen chùi chuỗi, trắng hói, vài sợi tóc lơ thơ trên cái đầu tròn như hòn bi ve, mặc toàn đồ đen. Ngón tay của hắn hườm sẵn trên cò, văn bình chỉ cử động nhẹ là cả băng đạn chín ly sẽ găm sâu vào thịt. Soi xù ra lệnh cho thuộc viên. Mày đưa súng cho tao, rồi lục người nó xem có võ khí không. Cẩn thận đấy, nó rất giỏi võ, nó mà tóm được mày thì nguy to tên mặc đồ đen đưa khẩu súng cho xoay xu. Hắn đã khôn ngoan cầm súng bằng hai tay và trao bá súng trước, nằm vẫn không rời Văn Bình nửa phân. Nhưng hắn không biết rằng Văn Bình là người có thể khai thác một cái nháy mắt hoặc hắt hơi của đối phương để xoay ngược tình thế từ bại thành thắng. Hắn lại không biết rằng trong vòng ba thước, Văn Bình có thể tung cước. Nếu chẳng đá không trúng mục tiêu, thì ngọn gió dữ dội do ngọn cước gây ra vẫn có thể làm đối phương hồn phi phát tán. Vì vậy, hắn vừa đặt khẩu tiểu liên vào tay soi su thì văn bình đã phản công soi su kịp thời bóp cò xong loạt đạn đầu tiên đã bị trịch ra ngoài cắm vào ghế xa lồng. trong khi ấy bàn chân trái của văn bình đã hất nòng súng ra khỏi tay soi su như bị ai tung lên trần nhà khẩu súng bay vọt lên cao trước khi rớt xuống đất ngọn cước thứ hai của văn bình đã quét tên mặc đồ đen rạp vào chân tường trận chiến lại trở lại như trước cả soi su lẫn văn bình đều tay không tuy hai lần bị đánh rớt súng trong chớp nhoáng, Soi Xu vẫn không hoang sợ. Hắn chỉ tỏ vẻ thận trọng hơn trước, xuống tấn kiên cố để phòng thủ, đồng thời thối luôn hai bộ hầu tránh cước pháp của Văn Bình. Văn Bình tiến lên, Soi Xu lùi lại. Chàng nhận thấy hắn thoái đúng phương pháp và rất bình tĩnh, nghĩa là hắn không đến nỗi kém về võ thuật. Nếu không đủ tài đấu ngang ngừa với chàng, thì ít ra cũng cầm cự được vài hiệp. Chàng lại tiến, hắn lại lùi. Văn Bình có lối đánh sai, thích hợp trong trận song đấu mà đối phương thì cứ tiếp tục lùi Song chàng chưa sử dụng vội chàng nói anh đừng kéo dài thời giờ nữa tôi biết là đồng bọn của anh sắp đến đồng người càng vui phải không anh mặt soi xù đỏ bừng văn bình đã nói đúng gàn ruột của hắn hắn biết không có hy vọng cầm cự nên tìm cách kéo dài thời giờ đội đồng bọn đến tiếp cứu lời nói của văn bình làm hắn vừa giận vừa thẹn văn bình lại trêu tức thêm anh học võ lâu chưa tại sao xuống tấn lỏng lẻo thế tôi chỉ hất nhẹ là anh mất mạng. chàng tung cánh tay trái để dò đường, nhanh như cắt, soi su chụp lấy, vẫn công với mục đích bóp bẹp ngón tay của chàng. trong cắt bóp ngón tay của hắn, chẳng biết hắn đam tường thuật cầm nã thủ. nếu ngón tay thiếu tập luyện thì ngay trong giây đồng hồ đầu tiên đã bị kẹp nát. soi su không dè văn bình lại là võ sĩ có trảo lực phi thường, kiểm soát kẹp ngón tay chàng cũng chưa suy suyên hung hầu là bàn tay người. vì vậy hắn chưa kịp vẫn công thì chàng đã lắc nhẹ một cái bàn tay chàng đã tuột khỏi tay hắn. Xoài xù cấp tốc bước xéo tới, khoa bàn tay chặt vào ấn đường, nghĩa là khoảng giữa trán và mũi của Văn Bình. Đòn này là đòn chết trong thiếu lâm quyền.